Hôm nay David làm cái video để tư vấn cho một anh khách hàng. Anh này thì đang cần về đầu tư, đúng không ạ? Và anh ấy đặt ra một cái câu hỏi 10 triệu thì làm gì, 50 triệu thì làm gì, 100 triệu làm gì hay là 1 tỷ thì làm gì. Thì lại quay trở lại các cái câu chuyện là đầu tư thì thực tế mà nói thì bây giờ phải làm online anh ạ. Bây giờ làm hàng hóa hay là làm có cả một cái thì một Covid nó dính rồi thì em có thể nói rằng là anh vào một VN Express, anh vào một kinh doanh, anh vào một kinh doanh vào VN Express, anh vào một kinh doanh thì anh nhìn thấy là cái mục tiền của tôi này nó sẽ nói rất nhiều câu hay. Thế bây giờ ai cũng nói rằng là đầu tư với dầu này, vàng này, euro bảng Anh này, chứng khoán này, hàng hóa phái sinh này, lúa mì ngô khô đậu tương, đúng không? Thế thì ví dụ như là em nhìn các con sóng ở trên đây em sẽ biết được euro hay là bảng Anh nó đang ra sao, đúng không? Hiện tại crypto Bitcoin nó ra sao, trong đây nó có các con sóng của nó ADA, đó là coi như là những cái mã hàng thôi. Thì đây người ta gọi là những cái đầu tư mang tính chất là hàng hóa phái sinh, đúng không ạ? Theo các biểu đồ về cơ bản là như vậy. Thế nhưng mà không phải là dễ, động vào cái là có thể cháy tài khoản ngay nếu ngay bây giờ anh có thể tìm hiểu. Tuy nhiên là nếu ban đầu thì mình cần phải đọc, mình phải biết, mình phải hiểu xem nó là cái gì đã thì mình mới tham gia, chứ không phải là dễ lắm. Đó, các bạn trẻ bây giờ nói rằng là nó rất dễ thì trên Facebook anh chỉ cần tham gia cái lĩnh vực này, anh like, anh subscribe kênh hay anh tìm hiểu ấy, anh vào ông già đầu tư, ông già triệu đô này vào trong nhóm này, đúng không ạ, là chi chít ở trong đây. Anh mà like một cái này cái là tất cả các bài này nó sẽ nhảy vào anh, đúng không? Ví dụ mình mua quạt đấy, mình mà like cái quạt phát là mai là đây quạt nó chào anh, đúng không? Hay là mình like một cái gì đó thì là rất nhiều cái đấy gọi là AI của Facebook nó sẽ phân tích các cái nhu cầu. Thế thì đây là cái kênh Facebook của em thì anh có thể vào anh theo dõi. Thế thì quay trở lại là anh sẽ tìm ra được rất nhiều bài học ở trên đây, không cần phải tìm hiểu hay là đánh đấm gì cả. Đó, người ta nói là 60 triệu nên mua chứng chỉ quỹ hay đầu tư cổ phiếu này, đúng không ạ? Thế rồi 2 tỷ đồng lướt sóng chứng khoán hay như thế nào, đúng không ạ? Về hưu có 50 triệu có nên đầu tư cổ phiếu hay không? Thì anh vừa mới trả lời hỏi em là mấy hôm nay thì bao nhiêu người mở tài khoản mua cổ phiếu bắt đáy, đúng không? Thế thì đúng là mua cổ phiếu bắt đáy trong thời gian qua là rất tốt, bởi vì chính phủ Mỹ người ta cũng bơm hàng tỷ đô la vào, mấy nghìn tỷ, 2.000 tỷ, ở Việt Nam bơm hơn triệu tỷ Việt Nam đồng đó. Thế thì có những câu hỏi đấy thì anh sẽ học được rất nhiều. Thế rồi Bitcoin rồi Ethereum cũng rất nhiều, đúng không ạ? Ví dụ như là Vietcombank hôm vừa rồi Mai Phương Thúy mua và PR đấy, đúng không ạ? Vietcombank nay lên 71 rồi, đúng không ạ? Nếu mà mình mà mua được bắt đáy ở trong cái vùng 57 hay 64 hay 61 hay 62 hay 60 hôm vừa rồi này thì hôm nay nó đã là 71 rồi, thì giống như là Bamboo hay là khi mà mở sàn ra, đúng không, IPO hay là ICO ra thì bây giờ nó đang giá cao. Tuy nhiên là lúc này là đang dịch, chắc chắn là bạn sẽ không bán được, phải chờ. Thế thì nó cũng chỉ là một cái mô hình sóng mà thôi, tìm ở vùng giá thấp mua vào chờ lời và bán đi, đúng không? Thì đấy là cái quy trình. Nó cũng giống như là hàng hóa mình mua, mình nhập hàng vào, quần áo, may mặc, vải vóc, đúng không? Mình nhập vào và mình tung ra thị trường với một cái mức chiết khấu là 20% hay 10%. Thế thì anh có một cái tư duy là kiếm tiền thông qua cái việc mua bán như vậy. Thì ở online cũng thế. Thế thì điều đầu tiên để anh giao dịch được ấy, thì anh phải mua hàng, đúng không ạ? Ví dụ như là ở Remitano để anh mua Bitcoin, anh chờ Bitcoin lên thì tăng giá. Và em hàng ngày em phân tích các cái vấn đề về Bitcoin, Ethereum hay là Euro hay bảng Anh, đúng không ạ? Thì các con sóng nó sẽ cho chúng ta biết được là thị trường nó lên lên xuống xuống ra sao, đúng không ạ? Toàn bộ tất cả những cái quy trình để mình làm cho biết được giá cả nó lên nó xuống, đúng không ạ? Toàn bộ tất cả những cái quy trình đó thì được gọi là mua bán thông qua một cái thị trường gọi là thị trường Forex. Đấy. Thế thì hiện tại ấy, thì em không khuyến cáo là những người ta tự giao dịch ở cái này mà thông qua GFX để người ta giao dịch, tức là có đội ngũ chuyên gia người ta giao dịch thì sẽ tốt hơn, thay vì các nhà đầu tư họ
họ tự giao dịch. Tất nhiên nếu họ giỏi họ sẽ tự giao dịch. Anh giỏi anh tự giao dịch. Các khách hàng giỏi thì tự giao dịch. Và thậm chí nhiều người còn đánh tốt hơn quỹ, họ còn tự giao dịch, họ có 1.000 đô, họ biến thành 10.000 đô. Nhưng hầu hết, 95% thì là không làm được việc đấy. Mà chỉ có khoảng 5% họ làm được việc đấy thôi. Hầu hết các khách hàng sẽ bị thua lỗ. Ngay cả bản thân David hay là tất cả mọi người trong quỹ cũng thế, trước mắt bao giờ cũng phải thua lỗ đó. Và thậm chí thua lỗ rất nhiều. Thế thì không khuyến cáo cái việc mà anh chọn cái 95% thua lỗ, mà anh phải chọn ở cái phần 5% chiến thắng đấy, là thông qua Diệp X thì anh có thể vào ông già đầu tư trong đây. Thì trong đây có các phân tích của các chuyên gia, đúng không ạ? Vàng sẽ phá mốc ra sao, sóng như thế nào, sau đó mình có thể theo dõi, đúng không ạ? Và mình sẽ lựa chọn các cái mốc, ví dụ UG là Japan Yen, mình sẽ bán ra ở mốc nào, mình sẽ theo dõi đó, đúng không ạ? Lỗ và lãi ra sao mình sẽ nhìn thấy, đúng không ạ? Cộng với lại theo dõi cái kênh đầu tư trước mắt là anh học đã, anh nghiên cứu đã, đúng không ạ? Đấy, thì lại quay trở lại cái bài là người ta nói rằng về hưu có nên dùng 50 triệu đầu tư cổ phiếu hay không? Đây là anh ấy nói là tôi dùng và tôi tự đầu tư, đúng không? Thì ông này ông nói là tôi đang ưu tiên phương án mở tài khoản chứng khoán và mua cổ phiếu. Tiền của tôi là tiền hưu trí đấy. Đấy. Mà sảnh ra là mất tiền ngay. Đừng có nghĩ là tiền hưu sẽ giữ được, đúng không ạ? À, đó chính là cái mà chúng ta cần phải xem xét. Rồi người ta nói là lướt sóng penny với 100 triệu đồng, lướt sóng những cổ phiếu nhỏ hay không, thì có 17 comment này. Ở đây nó có rất nhiều này. Tôi là một người làm nghề môi giới chứng khoán 15 năm nay. Tôi đã chứng kiến sự mất mát của cả nghìn người. Thật tâm khuyên bác gửi tiết kiệm chứng khoán không phù hợp. Nhìn thấy rõ, đúng không? 95% đầu tư là thua lỗ cơ mà. Đấy là cái sự thật anh ấy. 95% đầu tư là thua lỗ. Đó là sự thật, không chém gió, đúng không ạ? Thế nhưng mà mình để mà nói rằng là những người thắng được thì là như thế nào? Người ta phải có kinh nghiệm, người ta phải có bản lĩnh, người ta phải có quản trị vốn, người ta phải thậm chí nằm im khi mà thị trường đang ngọ nguậy thế này. Đó là chiến lược nằm im. Thế thì những câu này chị nên bỏ tiết kiệm hay mua nhiều phân vàng, một phân sâu lại khi nào cần bán thì gỡ ra từng cái bán. Chứng khoán không cho những người ít tiền mà chẳng khác gì chơi cờ bạc. Mình học được rất nhiều, đúng không ạ? Đó. Chào cô Thủy, cháu đây là thời điểm tốt nhất để cô đầu tư chứng khoán đấy. Đầu tiên với các kênh như tiết kiệm, trái phiếu thì chứng khoán sinh lời tốt hơn. Tài sản vàng 50 triệu khó sinh lời nhiều. Hơn nữa thị trường vàng đang giai đoạn phù hợp với những nhà đầu tư có vốn lớn, đúng không ạ? Đó vậy. Thế là hai cái trường phái khác nhau. Hai trường phái trên được nhiều người like, 129 like, đúng không ạ? Người ta nói là tôi đã chứng kiến cả nghìn người 15 năm nay và đứt hết. Đúng không? Nhưng ở dưới thì bảo chào cô, à đây là thị trường. Tất nhiên là thị trường ai chả mong muốn, đúng không? Do vậy là hai tâm lý trái chiều. Vậy thì đặt ra cái câu hỏi là mình sẽ làm gì? Mình sẽ chọn cái gì? Ngược lại thì có rủi ro nhiều thì có lãi nhiều. Anh uống nước đi, đúng không ạ? Thứ hai nữa là vậy thì mình sẽ phải đi theo ai, làm như thế nào? Câu chuyện nó đặt ra như vậy. Rồi, tiếp theo nữa. Có mua penny với 100 triệu hay không? Đúng không ạ? Này, lập tức có 17 câu trả lời ở dưới anh này. Mình chơi chứng khoán hơn 10 năm trước và xin chia sẻ với các nhà đầu tư cá nhân nhé. Chỉ mua cổ phiếu tốt và quan trọng là quên đi khoảng 2 năm. Đó, anh nhìn thấy không? Đã nói đến cổ phiếu là đừng bao giờ lướt sóng. Có cái quên đi khoảng 2 năm. Và nói rằng là chỉ mua blue chip, tức là các cái tài khoản tốt, chứ không phải là penny. Penny là công ty có cổ phiếu có mệnh giá nhỏ, đúng không ạ? Đó, nó trái hẳn, trái ngược hẳn, đúng không ạ? Và những cái người ủng hộ này, bạn nói rất đúng, mình chơi ban đầu lỡ trúng vài lần, vênh mặt lên, bây giờ mình đã về mo, giá như trước kia mình đầu tư theo kiểu của bạn thì hay rồi, à mà tính ra dù theo kiểu nào thì đại dịch này cũng về mo thôi, đúng không ạ? Tất cả những câu chuyện đấy nói luôn cho anh là rất nhiều bài học ở đây, không cần phải học cái gì, không cần phải gì cả. Thế thì tuy nhiên nó dành cho ai? 95% thua thì có 5% thắng, vậy dành cho những chuyên gia. Chuyên gia ở đây là gì ạ? Chuyên gia còn chết cơ mà, đúng không ạ? Là họ sẽ biết nhảy ra khi lỗ. Họ sẽ có cái cam kết với mình lỗ 30% họ dừng lại. Hoặc lỗ 20% họ dừng lại, đúng không ạ? Có lỗ chứ ạ? Chẳng có gì không có lỗ cả. Thế do vậy là gì ạ? Nếu trong trường hợp chúng ta đánh cổ phiếu của Vietcombank, đúng không ạ? Ok, blue chip ấy ạ. Nó là những con dẫn dắt thị trường, nó là những con tốt ấy, đúng không ạ? Bây giờ mua giá 71, đúng không ạ? Nếu lên 90 ta bán.
Nhưng nếu nó sập xuống 50 ta có cắt lỗ hay không, hay là có bình quân giá để mua tiếp, có thêm 100 triệu nữa hay có 500 triệu nữa, tức là dùng cái biện pháp đỡ ra. Vậy thì tại sao tồn tại những cái nghề môi giới? Bởi vì nó có link affiliate, nó có hoa hồng của dân môi giới. Do vậy là gì ạ? Cái việc PR và marketing và việc làm nó vẫn là thường xuyên là làm, nó xảy ra thường xuyên như cơm bữa. Giống như tôi có một cái, giống như em có một cái link affiliate để có thể kiếm được hoa hồng từ người khác, và anh cũng có thể làm như vậy, và tất cả khách hàng có thể làm như vậy. Tuy nhiên mình nói đến vấn đề tin tức rồi rất nhiều các cái ảnh hưởng của thị trường, mình phải xem ví dụ như là cái trang web này nó sẽ cho chúng ta rất nhiều các cái tin tức. Sự suy giảm của thị trường chứng khoán Ấn Độ đã mở rộng với chỉ số NIFTI 50 của Ấn Độ và chỉ số Sensex của Ấn Độ đều giảm 1%. Tất cả các tin tức mình phải bám sát vào, thì các chuyên gia nó sẽ phân tích cái này, đúng không ạ? Và đưa ra rất nhiều các cái con sóng cũng như là các phân tích, ví dụ phân tích về giá dầu, giá vàng, đúng không ạ? Toàn bộ Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Taro Aso không có kế hoạch từ bỏ mục tiêu đạt được sự cân bằng cơ bản. Vậy nhận được những cái tin tức này chúng ta phải làm gì? Thế thì quay trở lại là vậy nó khó như vậy, thì nếu anh tự đầu tư anh sẽ bị thất bại, chắc chắn là bị thất bại. Và nếu anh phụ thuộc vào người khác thì nó sẽ phụ thuộc vào cái người đấy, nếu không bắn tín hiệu và inbox cho anh để anh có thể chủ động được sẽ khó. Thứ hai, người ta đã lãi rồi nhưng anh chưa kịp cắt lãi nó đã lỗ ngược trở lại, bởi vì vốn mình nhỏ, đúng không ạ? Do vậy mình nên đưa ra các cái chương trình robot hay là chiến lược tại thị trường, đúng không ạ? Thì anh có thể tham gia vào cái group, đúng không ạ? Và đăng ký trong cái nhóm group để theo dõi các tin tức ông già đầu tư, ông già triệu đô trong đây, đúng không ạ? Ví dụ như vậy, trong cái nhóm này đấy, thì chúng ta sẽ thấy được tất cả các thông tin. Thứ hai nữa là anh sẽ tham gia vào cái nhóm trong cái quỹ GIABIC Asia. Đây là cái quỹ, đúng không ạ? Cái quỹ GIABIC này được David và các cái thành viên trong nhóm họ đưa ra để tư vấn và hỗ trợ cho khách hàng để làm sao an toàn nhất. Để an toàn nhất. An toàn ở đây là gì? Nó sẽ có các gói và có các robot để họ giao dịch mua và bán, buy và sell với một cái chiến lược no loss. Họ có chiến lược. Và chiến lược này là chiến lược nằm trong quỹ. Tất nhiên là lãi là anh phải chia cho quỹ rồi, đúng không ạ? Bắt tiền nó đẻ ra và nó làm việc để nó chia cho các thành viên trong quỹ, các thành viên nhân viên này. Và anh sẽ rút tiền khi mà đạt được lợi nhuận của anh. Và nhiệm vụ chính của anh là theo dõi thông qua các cái tài khoản giao dịch cũng như là theo dõi quỹ trong GIABIC.Asia để anh biết được cái tiền của anh nó đang chạy như thế nào, đang triển khai ra sao. Thế thì trong cái quá trình đấy anh sẽ học được và anh sẽ tìm hiểu được rất nhiều các cái thông tin bổ ích. Từ đó anh biết được quỹ nó vận hành như thế nào và các gói nó sẽ tung ra. Gói số 1 là lợi nhuận 2-5% một tháng. Đúng không? Vậy nó vận hành cái này như thế nào? Anh phải chuyển tiền ra sao? Nó an toàn hay không? Nó có lừa đảo hay không? Sau đó anh lại vào cái kênh YouTube ở Thế Giới Đầu Tư để anh đăng ký subscribe với các cái kênh đầu tư mà David và các cái đội hàng ngày phân tích trên đây, đúng không ạ? Cộng với vào phân tích ở trong Facebook của David và theo dõi nó để xem hàng ngày thì đang nói về euro hay bảng Anh hay là Bitcoin hay là lúa mì hay là ngô hay là khô đậu tương hay là giá dầu hay là giá vàng, đúng không ạ? Tất cả theo dõi hết. Tiếp nữa là gói số 2 đó là gói lợi nhuận từ 0-15%, đúng không ạ? Gói số 1 là 2-5%, gói 2 là 0-15%. Gói số 3 là sẽ bảo hiểm cho anh 70% tài khoản, tức là anh nộp 100 triệu và đen nhất là anh bay mất 30 triệu là bảo hiểm 70%. Đúng không ạ? Gói thứ 4 là bảo hiểm 50-50, tức là nếu mà đen nhất là 50-50, đúng không ạ? Anh bay 50% tài khoản. Đấy. Và cái gói thứ 5 là thông qua robot lợi nhuận là tự anh quản lý luôn, đúng không ạ? Lỗ thì là anh nhìn thấy, anh biết được là lỗ nào và lãi thì ra sao, sẽ được hưởng như thế nào, đúng không? Và chia lại phần lãi đấy cho cái đội vận hành cái robot đấy để trade. Thì đấy là cái gói của GIABIC. Thì GIABIC hướng đến cho giao dịch trong khách hàng để đưa ra các cái vấn đề về công cụ no loss system, một trong những giải pháp không thua lỗ đó. Và đưa ra các gói bảo hiểm, đúng không? Và giao dịch tại các sàn như HotFX, Xnet, đúng không? XTB hay NotFX, rất nhiều các cái sàn đấy là gọi là cái công cụ để chúng ta kiếm tiền, thì từ đó vận hành. Vậy vận hành của cái no loss system như này thì chúng ta sẽ tìm hiểu các cái công cụ đó.
Tuy nhiên anh sẽ hiểu được là thông qua việc giao dịch để có thể chi tiết được một vấn đề lợi nhuận và rủi ro để anh kiểm soát. Đó. Vậy thì từ cái việc mà anh nghiên cứu được tất cả những cái thông tin rất là mở ở mục tin tức trong cái mục tiền của tôi, anh sẽ biết được là mình nên làm gì, đầu tư ra sao để anh có thể an toàn với 10 triệu, 20 triệu, hay 50 triệu, hay 2 tỷ Việt Nam đồng. Từ đó, anh biết được là cái quy trình đầu tư như vậy, hợp tác với ai, đầu tư như thế nào, và hy vọng rằng là anh sẽ có những cái quyết định trong thời gian tới. Thưa mọi người, David đang tư vấn cho một anh khách hàng, cũng như là công việc hàng ngày của David như vậy. Hy vọng rằng mọi người nghe và có những cái phản hồi thông qua Zalo 0987732228 với phương châm là GFX đem lại các cái sự phù hợp cho khách hàng và để đảm bảo an toàn cho khách hàng. Đặc biệt là chúng tôi đưa ra các cái giải pháp no loss system cho khách hàng chọn lựa. Và GFX đem đến tất cả những cái thông tin mang tính chất minh bạch nhất, mở nhất, cùng chịu rủi ro và cùng chia lợi nhuận, đúng không ạ? Thông báo rủi ro một cách rõ ràng. Và chúng ta biết được rằng không có cái gì là dễ dàng cả, đúng không ạ? Đều phải có sự rủi ro trên thị trường. Tuy nhiên, với các gói của GFX, nó có các cái gói no loss system 0-15% hay 2-5%, hoặc là bảo hiểm 70% tài khoản, hay là bảo hiểm 50% tài khoản, hoặc là cắm robot, đưa ra rất nhiều các cái giải pháp. Thì hy vọng rằng chúng ta sẽ có cái gặp nhau. Xin được cảm ơn mọi người, và mọi người có thể Zalo 0987732228 để được biết thêm chi tiết và đầu tư một cách an toàn. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.